Chào cả nhà. Cả nhà ơi, Hiền đang đi tới trường của Ryan á. Không phải trường của Ryan, mà là trường này là trường cấp 3. Thì Ryan sẽ, nếu mà Ryan lên cấp 3 thì Ryan trường học trường này nè. Thì hôm nay Hiền làm cái video này muốn chia sẻ đến cho cả nhà là cũng cái chuyện vui của trong gia đình á. Ryan nó học cũng được kha khá, cho nên nó được nhận cái phần thưởng gì á ở trong trường. Thì trường cái tổ chức cái buổi lễ nhận phần thưởng ở bên cái trường này. Thì Hiền đi, Hiền quay lại sẵn làm kỷ niệm cho Ryan rồi chia sẻ đến cả nhà mình xem luôn nha. Ở đây là trường cấp 3 nè cả nhà. Những học sinh này là người ta sẽ tới đây, người ta nhận thưởng nè. Những ai ở đây là được tới nhận thưởng á. Cái trường này là trường cấp 3 nhưng mà Ryan nó chỉ mới học cấp 2 thôi. Nhưng mà trường cấp 2 nó liên kết với trường bên đây để nó làm lễ. Đó, ông nội mình, ông nội của Ryan á. Đông quá ba. Mình qua bên đây, cha mẹ thì qua bên đây, học sinh thì ở đây. Cái này cô giáo. Dạ. Chắc ông nội muốn ngồi đâu? Thôi mình ngồi trên đây đi ha. Anh với ba vô trong. Ba, con ngồi đây đi. Ba anh ngồi đây. Ngồi đây chờ, chưa chắc là nó có người nữa. Không. Giờ bắt đầu vô đông đông rồi á ha. Hello. Yeah, yeah. Are you? What's up, Mara?
tôi không? Mới phát thưởng cho những học sinh lớp 6 xong rồi đó, giờ với học sinh lớp 7 phải không? Giờ tới lớp 7 nè. Đó, mấy đứa đứng 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 đó là học sinh lớp 7 đó cả nhà. Lớp 7 mà nó lớn ghê không? Ryan đó cả nhà. Mắc cỡ. Áo đen. Tới Ryan đây. Ryan đây cả nhà. Ryan Tran, honorable recognition every 9 weeks. Floor Uyoa, honorable recognition every 9 weeks. Anderson Valladares, honorable recognition every 9 weeks. Dumia Valley, honor roll recognition every 9 weeks. All right, you can look up. Daniel was able to make it in. I know he was outside. So Daniel Kokiyama, we have your daughter award. We are super proud of you. If you would please join me up here to receive that. Justin. Này là anh cousin của Ryan, anh bà con của Ryan đó. Đưa đưa này thầy lên con, đưa cái mặt lên. Đưa mặt lên, đưa mặt. Look. Yeah boy. Hey, congratulations. Muốn gì? Con mình học được, học khá ha. Vậy là cũng cũng mừng rồi. Chế Tình thì đang học ở trường này. Chế Tình học cấp 3, Chế Tình đang học ở trường này á. Thì Chế Tình nghe Ryan được lãnh thưởng cái ở trường của Chế Tình á. Cái Chế Tình á để Chế Tình đi qua cổ vũ cho Ryan. Cái trường này lớn lắm nha cả nhà. Rồi Hiền cảm ơn cả nhà đã xem cái video của Hiền nha. Thì Hiền muốn chia sẻ cái niềm vui của gia đình đó nha, với cả nhà mình đó. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Hiền chào cả nhà. Bye bye.